Mộc Nam Huy xin chào. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong video lần này. Và kính thưa quý vị, lúc này đang là 17 giờ 40 phút ngày 28 tháng 4 năm 2020. Thì Mộc Nam Huy xin phép quay một cái clip ngắn và giới thiệu đến quý vị về một số các sản phẩm đang được hoàn thiện tại Mộc Nam Huy. Vâng, kính thưa quý vị, đầu tiên thì Mộc Nam Huy có một chiếc kệ TV 2m4 gỗ gõ đỏ hàng dày giá 13 triệu đang được anh em thợ làm keo ở khu vực phía ngoài. Vâng, trước khi sơn thì đều phải tẩy sáng gỗ và làm keo kỹ những cái đường nối của gỗ để cho cái sản phẩm nó kỹ hơn, nó kín hơn và sạch sẽ hơn. Vâng, và bên trong thì xin phép giới thiệu thêm đến quý vị. Ở bên trong thì có một bộ tần thủy hoàng gỗ gõ đỏ cột liền của một anh khách hàng ở thành phố Biên Hòa. Vâng, anh đặt tại sở Mộc Lâm Huy cái sản phẩm này từ hôm thứ Sáu. Và hôm nay thì Mộc Lâm Huy cũng đã đang chuẩn bị làm keo để sơn và bàn giao cho anh. Thì xin phép được cập nhật đến quý vị, thì đây là bộ ghế tần thủy hoàng cột liền có giá là 30 triệu tại sở Mộc Lâm Huy. Vâng, và tiếp theo bên trong thì Mộc Lâm Huy có đang sơn một bộ cuốc đào chim băng bốn tượng tay nghề liền mặt vắn liền nguyên khối. Đây, sản phẩm này cũng anh em đang chuẩn bị làm keo đây. Đây thì xin cập nhật luôn giá đến quý vị, báo giá luôn chi tiết cho quý vị luôn. Thì đây là bộ ghế có giá 50 triệu tại sở Mộc Lam Huy, hàng chân đôn 12 luôn. Kính thưa quý vị, hàng 7 món. Vâng, và khu vực bên trong thì có một bộ ghế bát tiên cột 10 gỗ gõ đỏ thì cũng đang được anh em làm keo. Vâng, làm keo. Đây là bộ ghế bát tiên tó liền tựa liền. Đó, rất là đẹp, rất là VIP. Thì sắp tới thì xin phép được cập nhật đến quý vị trong một cái video gần nhất. Vâng, đây cũng là một bộ ghế của anh khách hàng ở rất là gần Mộc Lâm Huy ở trong khu vực tỉnh Đồng Nai. Thì xin phép được cập nhật đến anh để anh có thể xem được cái sản phẩm của mình nhé, ngay tại xưởng Mộc Lâm Huy đang sản xuất. Vâng, vào khu vực bên trong thì xin giới thiệu đến thêm đến quý vị. Thì có một bộ tam sư hay còn gọi là bộ nghe ba đầu và một bộ bắt tiên cột 12 vũ tràm cũng đang được anh em chuẩn bị, thì đã làm keo xong đem vào trong này chuẩn bị làm sơn lót quý vị nhé. Thì bộ ghế bắt tiên sẽ là hàng 6 món giá 15 triệu và bộ ghế tam sư sẽ là bộ ghế có giá là 10 triệu 8. Vâng, bộ ghế tam sư là bộ ghế của anh Toàn đặt bên Mộc Lan Huy với sơn theo màu gỗ gõ nhẹt. Và bộ ghế cột 12 bát tiên này là bộ ghế của bác 10. Vâng, thì hai bộ ghế này thì hôm bữa Mộc Lâm Huy có kịp ghi tên trên sản phẩm, cho nên hôm nay mình qua đây thì đọc được tên của khách hàng luôn. Thì xin được cảm ơn anh Toàn và cảm ơn bác 10, cũng như xin phép được cập nhật đến bác và anh. Thì anh em Mộc Lâm Huy chúng tôi đang làm keo và chuẩn bị sơn lót rồi nhé quý vị nhé. Và gỗ ghế của các cỗ tràm này rất là khô, rất là kỹ rồi, đảm bảo yêu cầu để sơn. Vâng, kính thưa quý vị, thì ở chất liệu gỗ tràm thì xin cập nhật lại quý vị rằng trên chất liệu gỗ tràm thì gỗ nó sẽ tự động nứt trong cái quá trình nó khô. Vậy nên là chúng tôi luôn để gỗ nó khô, nó co rút hết như vậy bắt đầu mới sơn. Thì xin cập nhật đến quý vị như vậy để quý vị có thể hiểu được về chất liệu gỗ tràm nhé. Vâng, đã có tình huống là đi giao hàng cho tới nhà khách hàng thì những cái vết nứt này thì khách không chịu, khách yêu cầu là nó phải đẹp, nó phải mịn màng cơ. Thì xin thưa với những khách quý vị không hiểu thì Mộc Lâm Huy xin nói thẳng quý vị luôn là gỗ tràm thì bắt buộc nó sẽ phải khô, nó co rút như vậy. Và thậm chí ngay như trên chất liệu gỗ gõ đỏ luôn cũng thỉnh thường có những cái vết nứt, vết chân chim như này. Đó, trên chất liệu gỗ gõ đỏ hàng đẳng cấp, những cái hàng cả 30 40 triệu thậm chí 50 triệu hình gỗ hương đá cũng vậy, không thể tránh được cái tình huống này. Cho nên rất nhiều khách hàng quý vị hiểu lầm về cái chất liệu gỗ như này. Vâng, phần lớn thì quý vị sẽ không nhìn thấy những cái vết nứt này do là các sản phẩm ở bên thị trường thông thường sẽ sơn những cái màu đậm hơn bình thường. Ở chất liệu gỗ tràm thì sẽ sơn những cái màu đậm, cho nên quý vị sẽ khó quý vị nhìn ra được. Và thậm chí ngay như trên gỗ gõ đỏ cũng sơn những màu gõ đỏ già thì những cái đường vết tăm đó quý vị không thể nhìn thấy được. Cho nên là nhiều quý vị không biết về chất liệu gỗ tự nhiên nó như vậy. Và hôm nay thì Mộc Lâm Huy cũng có sơn một bộ Minh Quốc Đào hàng tiêu chuẩn 28 triệu và một bộ ghế Minh Quốc Đào hàng VIP, hàng tay nghe liền nguyên khối và tó đào chim. Vâng, đây là bộ ghế 40 triệu xin giới thiệu đến quý vị, cũng như
xin được báo luôn, đây là bộ ghế của một anh khách hàng xin phép Mộc Lan Phi kiểm tra lại. Vâng, đây là bộ ghế của anh Tâm. Kính thưa quý vị, hàng thì khách hàng đã ký tên cho nên là Mộc Lan Phi cũng dễ có thể lật hàng lên là có thể biết được ngay. Đây là bộ ghế của anh Tâm, bộ Minh Quốc đào, tó đào chim, và đặc biệt thì là kỹ thuật tó mốc bụng duy nhất tại xưởng Mộc Lan Phi, và chưa hề có đơn vị nào giới thiệu về kỹ thuật này cả. Tó đào chim cao 24 phân và tay nghê là tay nghê liền nguyên khối không chắp ghép, và mặt ván cũng là mặt ván dày liền không hề chắp ghép. Sản phẩm thì được đục dạo tay bèo hoa lá tây vén cong, chân thì chân đôn 12. Thì kính thưa quý vị là các cái chân đôn này thì luôn luôn ở trên thị trường thì chỉ có chân đôn 10 và chân đôn 8. Trên hàng VIP lắm thì cũng chỉ có chân đôn 10 thôi. Thế nhưng ở Mộc Lan Phi thì làm luôn cả chân đôn 12. Và đặc biệt thì ở trên hàng VIP của Mộc Lan Phi thì nó khác biệt với hàng chuẩn VIP cũng như hàng VIP ngoài thị trường. Có nghĩa là khi kỹ thuật tó bóc bụng duy nhất ở trên mẫu Minh Quốc đào và tó đào chim trên sản phẩm vua gõ đỏ thì chỉ có duy nhất tại Mộc Lan Phi, và cũng chỉ có duy nhất trên cái sản phẩm này. Dòng sản phẩm này thì mới có được cái kỹ thuật này, thưa quý vị. Thì xin cập nhật đến quý vị nhé. Vâng, ở bên đây thì có chiếc băng và cái con của cái bộ 28 triệu bộ Minh Quốc đào thường. Thì Mộc Lan Phi vừa có quay cái con ở bên kia. Thì đây là bộ Minh Quốc đào thường, hàng tay rồng, hàng mặt ván nối. Vâng, mặt ván vẫn là mặt ván dày 2 phân nhưng mà có nối ở đằng sau, quý vị nhé. Thì khi Mộc Lan Phi bán hàng cho quý vị thì chúng tôi luôn nói rõ quý vị hàng này hàng kia, giá cả bao nhiêu. Thì khi quý vị mà có coi các sản phẩm mà quý vị có muốn mua thì xin gọi cho Mộc Lan Phi và nói rõ rằng sản phẩm này giá tương đây thì Mộc Lan Phi sẽ chỉ cho quý vị ngay. Còn như quý vị cùng trong một cái tên thì ví dụ đây là Minh Quốc đào 12 và bộ kia cũng là Minh Quốc đào 12, thế nhưng có bộ 28 triệu bộ 40 triệu. Thế vậy nên là khi quý vị hãy lưu ý nhớ được cái giá của sản phẩm là tốt nhất. Và trong tất cả các video thì Mộc Lan Phi đều báo giá cho quý vị 100%. Chỉ cần quý vị xem hết video là quý vị sẽ biết được ngay giá cả của sản phẩm. Quý vị không cần phải lo, bên Mộc Lan Phi chúng tôi luôn luôn báo giá rất công khai, rất cụ thể đến quý vị. Quý vị không cần phải lo nhé. Chỉ cần quý vị xem video thôi là sẽ biết ngay. Và vâng, thì hôm nay Mộc Lan Phi cũng có đang sơn một bộ bát tiên cột 14 chất liệu gỗ tràm bung vàng mặt gõ đỏ. Thì đây là một bộ ghế mà Mộc Lan Phi chúng tôi cũng chuẩn bị đi giao cho khách luôn. Thì xin cập nhật đến quý vị, đây là bộ ghế giá 25 triệu. Bộ bát tiên cột 14, tay 14, chân 14. Những cái hàng này thì Mộc Lan Phi vẫn có sẵn vài bộ nhé. Quý vị có mua thì cứ tới xưởng Mộc Lan Phi, quý vị lựa mộc, quý vị kiểm tra thoải mái. Hàng thì gỗ đã rất là khô, rất là kỹ rồi, co rút rất là đẹp. Đó. Đây thì Mộc Lan Phi sẽ dành thêm một thời gian nữa để dành thêm làm thêm video về sản phẩm này để quý vị cùng tham khảo nhé. Và đây là bộ ghế mà Mộc Lan Phi vẫn mới lên màu. Còn những cái hàng mà chưa lên màu thì bên đây quý vị có thể xem trực tiếp ngay tại trong xưởng sản xuất của Mộc Lan Phi. Đó, đây là hàng Mộc Lan Phi chưa lên màu, cũng là cột 14. Vâng, kính thưa quý vị thì đây sẽ là bộ 6 món bao gồm một ghế băng dài và hai chiếc ghế con, và một chiếc bàn và hai chiếc đôn. Làm lại quý vị, đây là sản phẩm giá 25 triệu chất liệu gỗ tràm bung vàng. Và thì gỗ thì cũng rất là đẹp, rất là sạch sẽ, màu sơn thì anh em sơn rất là đều. Vâng, kính thưa quý vị thì đây là bộ ghế mới chỉ đang lên màu thôi nhá. Và anh em cũng chưa có bóng và cũng chưa có hoàn thiện. Đó, cho nên là khi quay thì Mộc Lan Phi cũng chỉ quay được tới cái tầm này thôi. Và tất nhiên rồi, Suy sẽ dành thêm một thời gian để quay thêm cái clip về cái sản phẩm này để giới thiệu đến tất cả quý vị khán thính giả trên YouTube của Mộc Lan Phi. Vâng, thì xin cập nhật thêm còn 3 sản phẩm nữa mà Mộc Lan Phi hoàn thiện trong ngày hôm nay. Đó là một chiếc kệ TV 2m2 chất liệu gỗ gõ đỏ cột nho. Đây là một chiếc kệ TV của anh khách hàng ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Và sản phẩm thì có giá là 8.800.000 chất liệu gỗ gõ đỏ. Vâng, anh em đang chà nhám quý vị nhé, đang chà nhám. Và xin phép được cập nhật đến quý vị cũng như cập nhật đến các khách hàng đặt hàng bên Mộc Lan Phi để quý vị nắm được cái quy trình sản xuất cũng như thời gian hoàn thiện của bên Mộc Lan Phi. Và hôm nay thì Mộc Lan Phi cũng sẽ sơn hoàn thiện một chiếc kệ TV căm xe mặt gõ, hàng căm xe zin. Đây là chiếc xin lỗi quý vị, đây là chiếc tủ thờ. Xin lỗi quý vị, nói hơi lựu. Đây là chiếc tủ thờ gỗ căm xe mặt gõ. Vâng, thì chiếc tủ thờ này thì sẽ được sơn xong trong buổi tối ngày hôm nay, và ngày mai thì Mộc Lan Phi sẽ đi giao cho khách. Đây, tủ thờ căm xe mặt gõ rất là đẹp. Vâng, có hai loại hàng. Mộc Lan Phi có một cái hàng căm xe nhập thì loại là cùng là 6 chân như vậy, 6 triệu rưỡi. Còn ở đây là hàng dày, thưa quý vị nhé,
Ở đây là hàng dày giá 11 triệu. Thì cùng kích thước là chiều rộng là 1m47, chiều cao 1m53 và chiều sâu là 60. Và anh em đang chà nhám như quý vị thấy đây. Anh em chà rất là mịn, rất là sạch sẽ. Đến mức độ mà cái phấn bụi ấy, bám vào tay như vậy. Đó, rất là sạch, rất là đẹp. Vâng, thì hôm nay Mộc Đam Huy cũng đang sơn một chiếc tủ áo 1m8, chất liệu gỗ gõ đỏ 4 cánh. Đây là chiếc tủ có giá 24 triệu. Và đây sẽ là một chiếc tủ bông vân rất là đẹp. Đó, bông vân lu rất là đẹp luôn, thưa quý vị. Vâng, thì sẽ đẹp hơn nếu như Mộc Đam Huy quay cho quý vị xem cái lúc mà nó hoàn thiện. Vâng, kính thưa quý vị, thì đây sẽ là một cái clip Mộc Đam Huy cập nhật đến quý vị về các sản phẩm mà Mộc Đam Huy đang sơn, đang làm và sắp hoàn thiện trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 4. Thì xin phép được gửi đến tất cả quý vị khán thính giả, quý vị khách hàng gần xa, để quý vị có thể nắm được cái lịch trình làm việc của Mộc Đam Huy, cũng như quý vị có thể nắm được các sản phẩm của mình đang được làm đến đâu. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn dành thời gian theo dõi kênh của Mộc Nam Huy. Và cảm ơn tất cả quý vị đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Vâng, quý vị có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại là 0948 086 889 và một số nữa là 0961 989 990. Mộc Nam Huy có ba địa chỉ, một là xưởng Mộc, hai là xưởng Sơn, ba là kho hàng. Thì ba nơi thì quý vị có thể tới quý vị tham khảo bất cứ lúc nào. Vâng, xin phép được cảm ơn quý vị và xin dành thời gian xin phép được gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.